Sông chung đường Prapun khnyom khmoy Chê yun nah mo hai Miet padai prapun pin nha Tớp nâng rếp ka hai thamay thamay Ruh nâu tam chun nọ bọt đại sri ya pi kê Kroi mok lư đâm nâng thà Nâu ê rê thân ní Miên kê chê rư rư mân nô Bòm ra ka nghe Prapun ko miên kâm nứt chong oi padai Miên ka nghe thua nâng kê đai Nàng bàn bà mùl rô bò rô bò để khuôn miên tiếng phần màn oi tớ bà đầy. Tại, bà nụ mần cực, kron xâm rạp ca thuở đầm nà, nâng ca hộp chốc bình đo á xa nô lai. Hạt này hỏi, tớ bà bùn bằng chăm đầy xa oi tớ nẹ miên mần nhẹ, đòi á áng thà khá chay bà tớ khăn nông rì dạp bêl mùi chân nam tay bà nọ. Bần tòa bì miên bà xòm là mồm hỏi Bà đây có chạy tranh âm bì phùm xe rốc Từ xoay rộ ca nghe thơ vờ Bộ rõ chìa bà đây Bàn thơ vợ đâm nơ ở đây dạ bê bì bây thường ngày Cậu bàn tòa đó khát mùi Nào tin nốt Miên hàng mùi Miên cần lành rôm cầm sàn Nâng miên xây xát xát Đào chìa cần lành xâm rạp bóc bánh chót Mà nụt một bì xe rộ chừng ngày Lúc bê bà lúc Tớ bà rõ nụ chôl tớ khăn ông hàng đâm bây rô à hà bê là nghiệt Nâng rô cần lại xa nạ nâu mùi dục sành Nào tì nụ Miên mà nụ mùi krom kông phung bà rõ kà thà Miên nạ nà ai thua ở nhân mà nạ nê Sao ích bàn đai rư tế Bà rõ nụ chôl nà gọt đai chôl tớ mờ Khơi srei mà nè ông côi thua mục kỳ nhau Bà rõ nốt đa tư chất nè dây thà Khi nhóm ai thua ở nàng sạch bàn Bà rõ nốt ba nè dây luôn luôn đòi bà kạp xe em xến Tài nàng nơi tài mình sẽ bài chật Bàn tuộc mô quát có xa là bọn đạc bà Mùi nàn nâu khả mục niễn Tài nàng mình prôm nhu nhầm sọ Bà rõ nốt có chết tài thaym bà Mùi nàn hơi mùi nàn tiết Rồi hốt đoàn ọc bà bì khuôn tớp xa rây nô bà rôm xa Mà nô tương ọc xa rây bà rôm khá nha thà bù kè mên, anh chìa mà nô ọc chán nà Mà nô tương ọc, có đa chanh xa lạ tế bà rõ nô ông côi chư chạch tà mà nà anh Tà mùi bà bà rịch bà nây xa Thôi quát chanh bao kì ọc bà rô linh Quát bị bạch chất nà, mình đang đọc xa rãi đôi vị thị nà Quát có rốt chanh tớ krau từng giúp xâm đau từ mọt từng hơi lốt tức xâm lập khá luôn tay mà nè ai Nhi dây bị khám mỗi xa rãi mà nè Chanh ngộ khăn krau ông côi stu trai nô mọt từng Pêl nô xin tui cơ chua bờ rõ nô Nàng khám mỗi có rõ hát ô tiên bờ rõ nô lang mô lơ cốt Nàng miền kà ảnh nạch châm phụ bà rõ nít nà Kà chùi vô á xa quạt Hái rì rô vị thí đâm bây xung cổ ôi kê miền chú vật ở rô làng vinh Nàng khám mỏi Kà chúc vị miền ở xa rõ xa át môi Hái vô bà rõ nô Tờ nâu chùm bùi niềng Bần tốt bị bà rõ nô đăng khuôn làng vinh Quát có nô khăn nông bần tục mùi để miền srei xa áp mần nẹ cầm bông thay tùm quát Quát có plọt mọt thà Dích, khá nhầm nô tì nà ấy chế Hay nàng chìa nô ná Nàng có prap bà rõ nô thà khá nhầm khơi nẹ luôn tức Khá nhầm có dỗ nẹ mọ xùm rã nô bà tè rô bọc nhầm Bà rõ khlai nẹ chụp nâng sát xa hào Bộ rõ nụ, có lùng xa nai xa rây khám mọc ở rô nơi chơi mùi niêng rô hốt đoàn phá lịch bà bùn đào cầm bông tì ọt khá liên nơi ai xa rọc. Bây khai cơ rõi mọc, nàng cầm miên bà tây bù, nàng khám mọc mình ạ nì, xa rõ lành bà đây nà. Nàng khám bà gọp chất bà đây, mình đào miên sao mọc mà đoàn nà lại. Thầm tưởng chư chạy lơ bà đây, bán bằng hai miếp bà ra ôi bà đây bán đăng tiệp hòn. Mỗi chân em khởi mộc, nàng có bằng cách bàn côn bà rõ mạnh nẹ, cú ai sẽ ra lành.
Krai mok padai kemen kemnet kebat prapun chong terlap ter serok kemnat wing. Prakuat jol tha, nek jio ka lo o samrap kuat hai, ban teng kon chom neng teng turap sambat. Nia da trai mui, nau pe dai prapun kempung ta lung lo plek kluon. Padai ko lop jo kon, hai pramol turap sambat teng oh. រត់ចោលប្រពន្ធទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតទៅឲ្យនាងរស់នៅក្នុងព្រៃកណ្ដោចកណ្ដែងតែម្នាក់ឯងប្រកាសសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជួបជុំប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ថែមទាំងមានប្រាក់ទៅសងបំណុលគេទៀតផងគាត់មានគំនិតចង់រៀបចំអនាគតឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញ ស្លេះត្រឹមនេះនិយាយពីប្រពន្ធនៅអេសរុកវិញចាប់តាំងពីប្តីបានចាក់ចែងទៅបាត់មិនដែលឮដំណឹងរហូតដល់មួយឆ្នាំនាងរស់នៅតែម្នាក់ឯងយ៉ាងលំបាកវេទនាជាទីបំផុតដីធ្លីផ្ទះសម្បែងត្រូវគេរឹបអូសយកទាំងអស់ណាមួយឈឺចិត្តណាមួយខ្លួនមានជំងឺដើមមិនរួចនាងក៏ក្អួតឈាមស្លាប់ក្នុងពេលនោះទៅ នាយីពីប្តីខំរត់ទៅហេបត្រហប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏ឃើញប្រពន្ធចេញមកទទួលគាត់យ៉ាងរួសរាយរាក់ទាក់គាត់បានប្រគល់ប្រាក់ឲ្យប្រពន្ធគាត់បានសុំទោសប្រពន្ធពីការដែលទៅធ្វើការអស់រយៈពេលយ៉ាងយូររីឯនាងជាប្រពន្ធក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសឲ្យប្តីពីប្រការអ្វីដែរបែរជាខំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្តីខំរៀបចំម្ហូបអាហារ នឹងរៀបចំកន្លែងដេកយ៉ាងសមរម្យមិនឲ្យប្តីទាស់ចិត្តឡើយនៅរាត្រីនោះនាងមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅជាងពេលណាណាទាំងអស់នាងមិនចង់ឲ្យរាត្រីនេះកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះទេនាងបានដេកលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់រីឯប្តីវិញបន្ទាប់ពីបានជួបប្រពន្ធហើយក៏គិតអាណិតប្រពន្ធនៅឯក្នុងព្រៃដេកមិនលក់សោះ លុះដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតគាត់ក៏ធំក្លិនគំរងភាយភាយចេញមកហើយចេះតែព្រឺរោមមិនឈប់គាត់ក៏ងាកមករកប្រពន្ធដើម្បីដាស់សួរអំពីមូលហេតុនេះពេលនោះស្រាប់តែឃើញសាច់ឈាមប្រពន្ធស្អុយរលួយចេញទៅដោយដង្កូវរាប់រយរាប់ពាន់នៅលើរាងកាយរបស់នាងគាត់ក៏ស្ទុះបីកូនដែលកំពុងតែដេកលក់រត់ចេញពីផ្ទះ រត់រហូតដល់ចិត្តភ្លឺបានទៅជួបនឹងតាយាយពីអ្នកកំពុងតែបរទេសទៅកាប់អស់បុរសក៏សួរទៅតាយាយអំពីភរិយារបស់គាត់តាយាយប្រាប់បុរសនោះថាក្មួយឯងមិនដឹងទេអីប្រពន្ធឯងបានស្លាប់យូរណាស់ដែរហើយតាំងពីនាងស្លាប់ទៅមិនដែលមានអ្នកណាហ៊ានទៅជិតផ្ទះនោះទេ ក្រាន់តែលឺថាប្រពន្ធស្លាប់បរោះជាប្តីសែនតក់ស្លុតរន្ធត់ចំពោះការប្រាត់ប្រាស់ដែលមិនបានសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាគាត់ក៏បីកូនត្រឡប់ទៅរកប្រពន្ធនៅឯក្នុងព្រៃវិញនាយីពីប្រពន្ធខ្មោចវិញបន្ទាប់ពីបានដឹងថាប្តីនាំកូននឹងលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅអស់ហើយក៏យំសោកបោកខ្លួនមិនឈប់ ប្រុសបាត់ប្តីនឹងកូនជាទីស្រឡាញ់នាងស្រែកហៅប្តីកាត់ភ្នំកាត់ព្រៃព្រឹក្សាតែមិនបានជួបប្រទះនឹងពួកគេសោះហើយនាងក៏ដាច់ចិត្តដែលចេញអំពីផ្ទះមិនត្រឡប់វិញឡើយចំណែកប្តីវិញក៏មកដល់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅឃើញតែវាលស្មៅមិនមានផ្ទះសោះមានតែអសរដែលចារនៅលើស្លឹកចេកមានអត្តន័យថា ជាតិនេះបើចង់ជួបអូនជួបមិនបានទៀតទេពេលនោះគាត់ក៏បីកូនដើររកប្រពន្ធកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំរហូតបានជួបនឹងតាអីសៃម្នាក់អីសៃសួរទៅគាត់ថាតើចៅទៅណាមកណាបានជាមកដល់ទីនេះបរោះនោះនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាលោកតាចៅមិនដឹងថាចៅកំពុងតែទៅកន្លែងណានោះទេ តែចៅកំពុងតែបាត់ប្រពន្ធរកមិនឃើញសោះសូមលោកតាជួយចៅផង
Lúc thà, có bật phần này môi dân tốt tếp nơi dây bạp bà rõ nốt thà. Chào ơi, chào cầm sọt nà. Bà bôn rõ bác chào nế mình mẹn chứ mình nốt thông mặt đá thê. Nàng cứ chờ mê khám mối để rốt nơ khăn nông bây nế nà chào. Ây lâu nàng ọc cảm bìa chứ môi nàng chào hai. Cô rõn tay bà rõ nốt lư thà nàng chứ khám mối. Quát có khu chất rõ thật lại nhờ vây phòng bàn. Quát có xông nơ bầm ra lụ ta đâm bây sang âm bơ lọ thờ chết cà rồi.